Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lăng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 170 tròn của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 170 Thạch Trư ngay sau đây. Các bạn hãy donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Tài khoản số đẹp. Vẫn còn thiếu một chút nữa thì mới đổi được bộ dàn máy thu âm. Rất mong sự ủng hộ chung tay của quý vị. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ tại Xích Đế Ma Giới, Diệp Húc đằng đằng sát khí, trong chớp mắt thần thức hắn đảo qua thế giới do ma thần viễn cổ hóa thành này, khiến cho Xích Đế Ma Giới như dấy lên một trận gió lốc thật lớn. Cuồng phong thổi quét tinh không đại lục, làm cho mọi người không thể nào ẩn giấu được. Tây Hoàng Công, ngươi còn dám đến tìm ta sao? Đột nhiên có một tiếng cười to truyền đến. Xích Quyên Ma Tôn đến trước người Diệp Húc, chỉ trong chớp mắt ma diễm ngút trời. Y nhe răng cười nói: tuy ngươi đã trở thành Vu Hoàng, nhưng ở trước mắt Thánh Hoàng cũng chỉ là một con kiến, tùy tay là có thể bóp chết được. Ngươi năm lần bảy lượt ám toán ta, Ma Tôn ta đã sớm hận không thể lột ra, uống máu, ăn thịt ngươi rồi. Ngươi có rất nhiều bí mật, không chỉ bí mật về thiên đế chứng đạo chi báo, còn có đạo ngân đạo văn cũng cực kỳ tinh diệu. So với đạo văn đạo ngân mà Ma Tôn ta lĩnh ngộ còn tinh diệu gấp trăm ngàn lần. Nghĩ tới chuyện này thôi liền khiến ta không nhịn được muốn mở sọ ngươi ra rồi. Chết đi! Diệp Húc quát lớn, không để cho hắn nói hết câu. Ngọc Lâu đột nhiên bay ra, 17 tầng Ngọc Lâu ầm ầm áp chế tới Xích Quyên Ma Tôn, giận dữ hét lên: Xích Quyên, người dám uy hiếp con ta, hôm nay ta tất chém chết ngươi, cho ngươi chết không có chỗ trốn. Ngọc Lâu càng lúc càng lớn, lơ lửng trên Xích Quyên Ma Tôn. Xích Quyên Ma Tôn cười lạnh: ngươi dùng cùng một chiêu đối phó với Thánh Hoàng, ngươi cũng quá coi thường Thánh Hoàng ta rồi. Y lù lù đứng đấy, sau đầu hiện lên một tòa Xích Đế Ma Môn, lạnh lùng nhìn Ngọc Lâu rơi xuống nói: Tây Hoàng Công, ban đầu ở Hoa Tư Thiên Quốc, ngươi lấy một tòa tiên sơn chấn áp phân thân của lão tử. Lão tử vẫn còn nhớ kỹ. Nay ngươi lập lại chiêu cũ, chẳng qua chỉ là muốn bỏ tiên sơn ra để chấn áp ta thôi. Lão tử đứng ở đây, cho ngươi xem tiên sơn của ngươi có chấn áp nổi ta hay không. Dầm! Ngọc Lâu đột nhiên trào ra vô số cấm văn, tản ra uy năng mênh mông khủng bố hơn cả thánh bảo. Từng đạo cấm văn lan tràn nghìn dặm, khắc vào trong hư không. Tòa Ngọc Lâu này tuy không phải thánh bảo, nhưng lại có uy lực to lớn đến thần kỳ, còn khủng bố hơn cả Thái Dương Thần Lô và Huyền U Thánh Hoàng Đồ gấp nhiều lần. Sao? Tiên sơn đâu? Tiên sơn đâu? Xích Quyên Ma Tôn ngẩn ra, chỉ thấy Ngọc Lâu đè xuống, uy lực mạnh vô cùng, chấn áp cả chư thiên, mơ hồ để lộ ra uy năng cổ xưa hùng tráng, giống như mỗi một tầng tòa Ngọc Lâu này đều có dấu một thế giới cổ xưa. Ngọc Lâu áp chế xuống, lập tức chấn cho Xích Quyên Ma Tôn hộc máu, bị Ngọc Lâu ép cho nhanh chóng rơi xuống. Y hoàn toàn không ngờ là Diệp Phúc vốn không định dùng phương trận tiên sơn. Tiên sơn tuy có quy tắc khác với thế giới hiện tại, nhưng Thánh Hoàng lấy đạo làm môn nên có thể chống lại được loại quy tắc này. Đối với Xích Quyên Ma Tôn mà nói, loại quy tắc kia là vô cùng bé nhỏ. Mà Diệp Phúc muốn dùng lại là uy năng của Ngọc Lâu, tế nó lên một cái là chấn áp Xích Quyên. Tòa Ngọc Lâu này được hắn đưa vào một đạo bản vương khai thiên kinh cấm pháp hoàn chỉnh. Nguyên thần tương dung cùng Ngọc Lâu đã làm cho nó trực tiếp tăng lên thành cấm bảo. Vốn khi chỉ là bất diệt chi bảo, tòa Ngọc Lâu này cũng đã mạnh hơn cấm bảo bình thường. Nay Diệp Phúc luyện Ngọc Lâu thành cấm bảo, uy năng phát huy ra còn mạnh hơn hẳn Thái Dương Thần Lô, Thái Dương Thần Cung. Đế Hưng Chi Địa có đủ loại linh khí thiên giới, đủ cho người ta tu thành Thánh Hoàng đỉnh phong, thậm chí là cả Vu Tổ. Vậy mà những linh khí này sớm đã bị Diệp Phúc quét sạch. Tu vi của hắn vẫn còn ở kỳ suy yếu, chính là vì luyện chế Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp, tăng hai món bảo vật này lên cấm bảo. Bởi vậy hắn hai lần tu thành cấm pháp thân thân đều đưa hết vào trong Ngọc Lâu và bảo tháp, dùng để tăng lên uy năng của chúng. Xích Quyên, ta có thể an toán ngươi một lần thì cũng có thể có lần thứ hai, lần thứ ba.
Ba lần trước không lấy được mạng của ngươi, lần này ta tự mình ra tay đánh chết ngươi. Thân hình Diệp Phúc nhanh chóng rơi xuống, một chưởng đánh ra hóa thành tu di ấn, viễn cổ Phật tổ ầm ầm rơi xuống, đụng vào trên ngọc lâu. Xích Viên Ma Tôn bị ép ở dưới lâu, tức khắc bị hai luồng công kích của tu di ấn và ngọc lâu, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vừa giận vừa sợ. Ngươi lại còn dám uy hiếp tính mạng của con ta, ta phải bẩm thay ngươi vạn đoán. Diệp Phúc nổi giận đùng đùng, sau lưng đột nhiên hiện ra một tòa lục đạo luân hồi rách nát. Hắn đột nhiên lắc mình xuất hiện ở dưới lâu. Lục đạo luân hồi ầm ầm chuyển động, kéo theo 3000 ấn pháp, từng trưởng đánh tới Xích Quyên Ma Tôn. Nay hắn đã không có công đức kim luân, nhưng lại có thể lấy lục đạo luân hồi thúc giục tam thiên thế giới đại thủ ấn. Các loại ấn pháp không ngừng bay ra, có lâu, có tháp, có chuông, có đỉnh, có bình, có bàn, thiên biến vạn hóa. Mỗi một loại ấn pháp đều ẩn chứa đạo lý rất lớn, chất chứa uy năng đủ để đè chết vô hoàng. Hiện giờ Diệp Phúc đã vượt qua kỳ suy yếu, thực lực của hắn so với khi vừa trở thành vô hoàng còn mạnh hơn mấy chục lần. Mà ngọc lâu lại được hắn luyện thành cấm bảo, chấn áp Xích Quyên, thế nhưng khiến cho vị thánh hoàng này chẳng thể đánh trả lại được. Xích Quyên Ma Tôn ra sức ngăn cản, trong lòng kinh sợ không thôi. Oanh oanh, y đã trúng không biết bao nhiêu đạo ấn pháp, huyết nhục toàn thân nổ tung, từng dòng máu tươi phun ra tràn ngập hư không, thậm chí còn diễn sinh ra một đám ma đầu. Huyết mạch lực của y vô cùng hùng mạnh, một giọt máu là có thể diễn sinh ra một tên ma đầu. Nay lại bị Diệp Phúc đánh cho máu văng khắp nơi. Đợi một lúc nữa, trong Xích Đế Ma Giới sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu là đại ma đầu. Lúc này đây, rất nhiều nhân vật hùng mạnh trong Xích Đế Ma Giới bị trận chiến của hai người kinh động, ai nấy đều phi lên không trung ngẩng đầu mà nhìn. Chỉ thấy một tòa ngọc lâu với phong cách cổ xưa chấn áp Xích Quyên Ma Tôn. Bên dưới chính là thế giới vô cùng bé nhỏ, phát ra những dấu vết kỳ dị ầm ầm từ trên cao mà đập xuống. Dầm, ngọc lâu va chạm với một ngôi sao khiến cho nó chia năm xẻ bảy ngay lập tức, sau đó bị cấm văn trào tới quét sạch không còn lại chút gì. Tòa ngọc lâu này không ngừng rơi xuống, ầm ầm nện lên một mặt trời. Chỉ thấy mặt trời đó bị ngọc lâu đánh xuyên qua, giống như xuyên qua một quả táo từ trên xuống dưới. Thậm chí tinh hạch của mặt trời này đều bị ngọc lâu đục lỗ. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, ngọc lâu cắt qua thế giới khổng lồ của Xích Đế Ma Giới này, đụng nát vô số ngôi sao rồi mới thu lại chút uy thế. Một kích này đã phá hoại Xích Đế Ma Giới khá lớn, làm cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Đây chính là uy năng của ngọc lâu của Diệp Phúc, tràn trề uy lực. Trong 3000 thế giới này, không có thế giới nào có thể chịu được bảo vật này đánh đến. Món cấm bảo này tạo ra những hư tổn cho Xích Đế Ma Giới, gần như là mang tính vĩnh cửu. Đi qua đâu, không gian nơi đó dập nát, không thể sửa chữa. 3000 thế giới tuy không có không gian ổn định như thiên giới, thế nhưng lực khôi phục rất mạnh, cho dù phá vỡ hư không cũng có thể bình phục dễ dàng. Nhưng Diệp Húc thúc dục toàn bộ uy lực của Ngọc Lâu tạo ra hư tổn, thế nhưng lại thay đổi quy tắc hư không của Xích Đế Ma Giới, hình thành một lỗ hổng không thể khôi phục được. Từ trong lỗ hổng kéo dài tỷ dặm này, có thể nhìn thấy không gian hoang vắng ở nơi vô cực, thậm chí nhìn thấy những đạo hào quang đẹp đẽ. Một vị vua hoàng của Xích Đế Ma Giới định bay vào trong vết rách này, vừa mới tiếp cận thì hét thảm lên một tiếng, thân thể gần như bị ép vỡ, cấm pháp cũng bị uy năng còn lại trong vết rách luyện hóa, khiến gã phải hoảng sợ. Một kích Diệp Phúc tiến lên ngọc lâu này khiến cho vết rách khắp nơi tràn ngập dư uy của ngọc lâu, có thể cắn nát tất cả, dù là vua hoàng cũng khó có thể sống sót. Tòa ngọc lâu này vẫn còn tiếp tục đánh xuống. Trong Xích Đế Ma Giới, một vị vua hoàng thất thanh lên tiếng nói. Đến tụt cùng là ai đang chiến đấu ở đâu vậy? Thế công mạnh đến như vậy, e là chúng ta còn chưa đến gần thì đã bị ép chết mất rồi. Hình như là Xích Đế Ma Tôn, vị lão tổ tông này lại bị người ta đè ra mà đánh. Đối phương đến tụt cùng là ai đây? Chẳng lẽ lại là Đắc Đại Hắc Thiên đến từ Hắc Đế Ma Giới sao? Có người sắc mặt kịch biến, thất thanh lên tiếng. Không, không phải, không phải là Đại Hắc Thiên, mà là một tên nhân loại. Ông trời ơi, còn có nhân loại có thể đánh cho Xích Quyên lão tổ tông chật vật như vậy, ta có nhìn lầm hay không đây? Đối phương nhất định là Thánh Hoàng Đỉnh Phong, có khi còn là nhân vật của xưa cấp vũ tổ ấy chứ. Diệp Phúc tế ngọc lâu lên, đánh một kích kia rốt cuộc đã cạn kiệt. Xích Quyên Ma Tôn lập tức cảm thấy áp lực trên người dần giảm xuống, không còn bị áp chế đến mức khó có thể thở nổi. Y lập tức cầm lên một tiếng đầy giận dữ. Xích Đế Ma Môn chấn động, đánh bay ngọc lâu và cả Diệp Húc. Tiểu tử thối, xem ra ta đã khinh thường ngươi rồi. Thật không ngờ trở thành vua hoàng rồi, thực lực ngươi lại tăng mạnh như vậy.
Nhưng ma tôn ta chính là huyết mạch của ma thần viễn cổ, huyết thống của ma thần xích đế. Thương thế quanh thân y lập tức phục hồi như cũ. Y lấy tu vi mạnh mẽ vô cùng của mình khu trừ đi tổn thương tạo thành do 3.000 đại thủ ấn và cấm văn ngọc lâu của Diệp Phúc. Y giận dữ quát lên một tiếng, đột nhiên vung một chưởng chụp đến Diệp Phúc. Chưởng này đánh vỡ hư không, khiến cho người ta không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thánh hoàng uy triển lộ, không thể nghi ngờ. Người thậm chí còn hiểu được đạo văn đạo ngân mà vu tổ có thể hiểu được. Chỉ cần giết ngươi, lục soát hồn phách trí nhớ ngươi, mà tôn ta có thể vấn đỉnh vu tổ, xưng hoàng làm tổ được rồi. Sau lưng Diệp Phúc hiện ra một lục đạo luân hồi thật lớn, hình thành các tầng thời không, các tầng thế giới. Chỉ thấy bàn tay xích quyến ma tôn kia hạ xuống, hơi dừng lại một chút rồi lập tức khiến cho tầng tầng thời không, thế giới vỡ nát, tiếp tục đánh xuống. Ta cố ý dụ người đi ra, thậm chí lừa đi Đại Hắc Thiên đến Nguyên Dương thế giới để ngăn chặn đế tuệ. Chính là để độc chiếm bí mật trên người của ngươi. Xích quyến ma tôn nhe răng cười gằn, toàn thân tràn ngập đạo văn, đạo ngân, ngưng tụ ra một tòa xích đế ma môn. Chỉ thấy ma môn ong ong vang lên, hình thành từng đạo công đức kim luân, tất cả có đến 9 tầng, làm cho pháp lực của y lại tăng lên. Ngươi không ngờ chứ gì, ở trong bí cảnh kia, ngươi gần như luyện hóa sạch sẽ tu vi của ta, mà ta lại có thể dễ dàng khôi phục tu vi, thậm chí còn mạnh hơn cả trước nữa kìa. Y bị Diệp Phúc ám toán ở đế hưng chi địa, bị Diệp Phúc dùng thiên hỏa luyện hóa tất cả tu vi, chỉ phải hốt hoảng bỏ chạy. Lấy tài nguyên 3.000 thế giới, Xích Quyên Ma Tôn muốn khôi phục tu vi, không khổ tu một thời gian thì không thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng lúc này đây, tu vi y đã khôi phục, thậm chí còn tinh tiến, đúng là nhờ hiệu quả thần kỳ của công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Tâm pháp đế cấp mà Đế Khốc Thần Vương khai sáng ra khác với các loại tâm pháp khác, không hấp thu linh khí linh mạch mà chỉ tu thiện quả, ác quả, tăng thêm một đạo công đức kim luân thì tu vi sẽ tăng lên gấp bội. Xích Quyên Ma Tôn cả đời giết người vô tính, làm nhiều việc ác, tích lũy ác quả rất nhiều, làm cho y lập tức trở thành 9 đạo công đức kim luân, đạt tới độ cao thánh hoàng, khôi phục tu vi. Uy lực một trường này của y mạnh hơn hẳn lúc trước, đạt tới độ cao mà tam thiên đại thủ ấn của Diệp Phúc không thể nào sánh với. Hiển nhiên đế tuệ không chuyển thụ chư thiên thần vương công đức ấn cho Xích Quyên Ma Tôn. Vu pháp mà y sử dụng chính là xích đế ma thủ do y tự khai sáng ra. Uy lực tuy rằng kém chư thiên thần vương công đức ấn, nhưng dù sao cũng là vu pháp cấp thánh hoàng, cương mãnh, bá đạo. Xích Quyên Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng, Diệp Phúc giải quyết được tình huống hóc búa này thật ngoài dự liệu của y. Nếu là vu hoàng bình thường, Ma Tôn y vừa ra cái là có thể dễ dàng nghiền chết được. Nhưng thực lực Diệp Phúc kia lại có thể đẩy y xuống rồi đánh, khiến y mất hết mặt mũi. Điều khiến cho y kinh ngạc chính là chất lượng cấm pháp của Diệp Phúc thật sự cao đến đáng sợ. Uy lực của cấm văn gần như tương xứng với đạo văn đạo ngân của Thánh Hoàng, khiến cho tất cả sự khinh thường của y mất hết mà coi Diệp Phúc thành một đối thủ chân chính. Diệp Phúc lật tay một cái, một đại Phật to lớn như núi đột nhiên xuất hiện, đúng là Tu Di Ấn, đối chiến xích đế ma thủ. Hai luồng năng lượng tuyệt cường này bùng nổ, khiến cho hư không tan chảy, xích đế ma giới trực tiếp vỡ mất một khối lớn. Diệp Phúc thét lớn một tiếng, hắn bị xích đế ma thủ chấn cho bắn lên cao, thân thể ầm ầm đánh vỡ hư không, bay ra khỏi xích đế ma giới, rơi vào trong không gian vô biên của nơi vô cực. Ta có công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của đế tuệ, tuy không phải là hoàn chính, nhưng lại có thể khiến ta nhanh chóng khôi phục tu vi. Lấy công đức vô lượng của ta thôi động đủ loại vô pháp. Xích Quyên Ma Tôn bước nhanh tới, từng bước ra khỏi xích đế ma giới, đi đến bên cạnh Diệp Phúc, lại một chưởng đánh xuống, nhe răng cười gằn nói: Công pháp đế tuệ sớm muộn gì cũng đến tay ta, còn cả công đức kim luân và chư thiên thần vương công đức ấn của hắn nữa. Nhưng trước đó ta phải moi ra bí mật nhỏ của ngươi đã. Đoang một tiếng, trước người Diệp Phúc hiện lên một chiếc chuông lưu ly, chuông lớn cong cong chấn động chống lại xích đế ma thủ. Nhưng lưu ly ấn lập tức vỡ nát, còn bàn tay kia thì tiếp tục ép tới. Xích Quyên Ma Tôn cười to, toàn lực thúc giục xích đế ma thủ. Hai người các ngươi quả là phúc tinh của Ma Tôn ta, giết các ngươi, đoạt lấy bí mật của các ngươi rồi. Lão tử vấn đỉnh thần vương, vấn đỉnh đế quân là điều quá dễ dàng. Thậm chí tương lai lão tử còn có thể trở thành thiên đế, Xích Quyên đại đế nữa kìa. Ngọc lâu đột nhiên đánh tới, chấn trụ toàn thân Diệp Phúc. Xích đế ma thủ ra một tiếng đánh lên ngọc lâu. Chỉ thấy ngọc lâu rung lên một cái, liền triệt tiêu luồng lực lượng này. Chư Phật thập phương thế giới ấn.
Diệp Phúc quát lớn, thân hình động một cái, lập tức 10 loại ấn pháp cùng đánh ra. Vô số thế giới như Trung ương Phật Tổ, Lưu Ly Trung, Phật Châu, Mộc Ngư, Bảo Tháp, Bình Ngọc Đài Sen, tất cả đều quay xung quanh Trung ương Phật Tổ. Trung ương Phật Tổ như một vị Phật ngồi ở trên hoa sen, tay cầm 9 cái thế giới khác cùng sát phạt Xích Viên Ma Tôn. Hắn dung hợp 10 ấn pháp kia thành một ấn pháp mới, uy lực tăng lên mấy chục lần. Chỉ thấy cả bầu trời đều là đạo văn, đạo ngân, phủ kín những hoa văn kỳ lạ. Hà quang, Phật quang phủ chiếu, rồi thì Phật âm vang lên từng trận, như muốn độ hóa thân thế, thế nhân. Xích Viên Ma Tôn sắc mặt trầm xuống, Diệp Húc không bị y đánh như dị liệu mà còn dư lực để phản kích. Bộ ấn pháp tổ hợp này ngưng tụ ra hơn 10 ấn pháp thành một chỉnh thể, lực uy hiếp y lại tăng lên. Hơn nữa, chư thiên thập phương thế giới ấn có chứa Phật quang kia, lại có xu thế ăn mòn công đức kim luân của y. Trong chư thiên thập phương thế giới ấn có đạo văn, đạo ngân do bắt công đức thủy hình thành, có thể ăn mòn công đức của y, làm cho 9 công đức kim luân dị động, tựa như sắp tan chảy trong 10 ấn pháp kia, tẩy đi cả một thân nghiệp quả của y. Tốc chiến tốc thắng. Xích Nguyên Ma Tôn khẽ động tâm niệm, Xích Đế Ma Môn đột nhiên hoành giữa không trung, càng lúc càng lớn. Ma Môn tích máu rồi vọt tới chư Phật thập phương thế giới ấn, lập tức nghiền nát 10 loại ấn pháp này. Phật quang tiêu tan, đài sen vỡ nát, từng món pháp khí nứt vỡ, Phật tổ chết thảm ở dưới môn. Chư Phật thập phương thế giới là cái gì chứ? Ở trước mặt của Ma Tôn ta đều là gà đất chó sành mà thôi. Xích Nguyên Ma Tôn quát lớn, thúc giục Ma Môn nghiền đè tới Diệp Húc, nhe răng cười gằn nói: Tây Hoàng Công, lão tử đã chơi chán rồi, giờ ta lập tức đưa ngươi quy thiên. Ong 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 ong. Bên trong chín đạo công đức kim luân sau đầu của y đều dâng lên một tòa đạo môn, cùng áp chế thể không, cho Diệp Húc vô cùng áp lực. Một tòa Xích Đế Ma Môn đã khiến cho Diệp Húc ở trong lúc nguy hiểm cực lớn, nếu bị Ma Môn nghiền áp, dù là hắn cũng phải thân tử đạo tiêu. Xích Nguyên Ma Tôn toàn lực ra tay, gắng gượng đánh chết Diệp Húc chỉ trong một chiêu. 10 đạo môn đều xuất hiện, thanh thế và uy lực thật lớn, làm cho người ta cảm thấy không thể chống lại. May là bọn họ đang giao thủ trong nơi vô cực, nếu là Xích Đế Ma Giới, e là trăm triệu dặm hư không sẽ bị 10 ma môn này đánh cho dập nát chỉ trong chớp mắt. Dĩ là Thiên Địa Tháp, Ngọc Lâu, trấn áp thân thể. Tinh quang chợt lóe lên trong mắt của Diệp Húc. Đột nhiên, một tòa bảo tháp và ngọc lâu bay lên, hà quang vạn đạo, khí thành ngàn điều, từ trong lâu tháp buông xuống hồng bông tử khí. Một lâu một tháp càng lúc càng nhỏ lại, rồi dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Húc. Một thoáng sau, hồng bông tử khí ảo ra, vờn quanh Diệp Húc, hình thành nên cấm văn độc đáo của bản vương khai thiên kinh, giống như ngàn vạn thế giới đang vờn quanh, khiến lực phòng ngự của hắn tăng lên mấy lần. Ngọc lâu nhập vào cơ thể, khiến cho Diệp Húc cảm thấy pháp lực tăng vọt lên. Hắn đã đưa vào trong ngọc lâu một đạo cấm pháp phân thân. Nếu là người khác tu luyện nhiều loại cấm pháp, cho dù đưa cấm pháp vào trong cơ thể thì tu vi thực lực cũng sẽ không tăng lên mấy, chỉ tăng lên được vài thành. Nhưng Diệp Húc lại chỉ tu luyện một môn cấm pháp, cố gắng đạt tới tinh thuần. Ngọc lâu nhập thể khiến tu vi của hắn tăng gấp bội, phòng ngự cũng tăng lên gấp bội. Dầm. Xích Đế Ma Môn ầm ầm đánh tới, vô số đạo văn đạo ngân thoáng chốc đánh lên hồng bông tử khí bên ngoài cơ thể Diệp Húc. Mấy tiếng xèn xoẹt vang lên, thế nhưng lại chẳng thể mở ra được hồng bông tử khí. Keng. Diệp Húc đánh ra một quyền, lập tức đánh cho Xích Đế Ma Môn nhanh chóng lao tới chín tòa công đức môn kia, đụng vào nhau rồi phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Hắn đi nhanh về phía trước, lại đánh ra từng quyền hóa thành một đám thế giới, liên tục đánh tới Xích Đế Ma Môn và chín tòa công đức môn. 10 tòa đạo môn này ầm ầm bay ngược ra sau, lao tới Xích Nguyên Ma Tôn. Xích Quyền, ta vốn không định giết ngươi, thế nhưng ngươi lại tự mình tìm chết, không thể oán ta được. Diệp Húc lấn đến, lại một quyền đánh lên trên mặt của Xích Quyền Ma Tôn, lập tức khiến cho vị thánh hoàng này rụng cả răng nanh, khuôn mặt biến hình bay ngược ra đằng sau. Ma môn nhập thế. Xích Quyền Ma Tôn quát lớn, 10 đạo môn ong ong vang lên rồi bay vào cơ thể của y, chấn áp thân thể của y. Quanh thân y loáng thoáng những đạo văn đạo ngân của 10 đạo tòa đạo môn bảo vệ toàn thân. Ngũ phương thế giới, ngũ đế ấn. Diệp Húc không nói thêm gì nữa mà lại bước nhanh đến, hai tay triển khai 5 loại ấn pháp: Trúc Dung ấn, Cộng Công ấn, Thiếu Hạo, Cú Mang và Hậu Thổ ấn cùng bay ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tương khắc tương sinh, uy lực lớn không hề thua chư Phật thập phương thế giới ấn.
Chúng đánh xuyên qua đạo văn đạo ngân, quanh thân Xích Quyên Ma Tôn, lại đánh ba. Thập phương u minh, diêm la ấn. Hắn lại tiếp tục bước tới, tổ hợp ấn pháp thập phương thế giới, hằng cổ ma vực lại một chỗ, đánh cho Xích Quyên Ma Tôn toàn thân rạn nứt, miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi ra sau. Thiên địa âm dương, cửu sát ấn. Địa thủy phong hóa, tứ nguyên ấn. Bát phương ma giới, ma đế ấn. Diệp Phúc càng đánh lại càng hăng, dùng ra đủ mọi loại ấn pháp, uy lực càng lúc càng lớn, đánh đến thỏa thích thì thôi. Những đạo văn đạo ngân hắn vốn không hiểu này hóa thành những loại đạo lý kỳ lạ lưu động trong tâm của hắn, làm cho hắn ở trong trạng thái như ngộ mà không phải là ngộ. Xích Quyên Ma Tôn kinh sợ dị thường. Diệp Phúc liên tục đánh ra nhiều ấn pháp, lại có thể đè y ra mà đánh, đánh cho y không thể đáp trả, chỉ có thể cố chống chịu những công kích này. Diệp Phúc lấy Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể. Hai món cấm bảo này gia trì khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, còn hơn cả thân thể của thánh hoàng của y, làm cho y chật vật đến không chịu nổi. Từng đạo ấn pháp kia đánh lên trên người của y, không ngừng xóa đi đạo văn, đạo ngân của y, xóa đi tu vi của y, khắc trong tâm của y. Đủ loại đạo văn đạo ngân huyền ảo, khó giải, tạo thành thiên địa đại đạo, làm cho y phải kinh sợ, làm cho y kính phục, làm cho y e ngại, làm cho y phải chịu thua. Diệp Phúc chính là muốn dùng tam thiên thế giới, đại thủ ấn, đánh cho y phải run sợ, đánh cho y phải kính sợ trời, sợ đất, sợ chính hắn, làm cho y thần phục ở trước thiên địa đại đạo, cúi đầu chờ giết trước mặt mình. Đáng tiếc, thánh bảo của ta đã bị Tây Hoàng Mẫu hủy trong hào quang, nếu không thì đã không phải chật vật đến như vậy. Xem ra, chỉ đành phải dùng con bài chưa lật thôi. Xích Quyên Ma Tôn học máu không ngừng, sắc mặt trở nên âm trầm. Một đạo hào quang đột nhiên xuất hiện, cuồn cuộn bay tới chỗ Diệp Phúc. Tây Hoàng Công, đạo hào quang này chính là thánh bảo mà Ma Tôn ta khổ cực thu thập rồi luyện chế thành, chính là để đối phó tên tiểu quỷ đế tuệ kia. Này ta dùng để đối phó với nhà ngươi. Hà quang chấn động, đánh nát từng đạo đại thủ ấn, công phá phòng ngự của Diệp Phúc, xóa đi cấm văn quanh thân của hắn, thậm chí còn mở ra hồng mông tử khí cắt lên thân thể của hắn. Tiếng đinh đang vang lên không dứt. Hà quang như một con độc long đại mãng quay xung quanh Diệp Phúc, chấn động không ngớt, tính tiêu diệt hắn, cắt hắn thành bùn. Dầm. Trong thân thể Diệp Phúc đột nhiên bay ra một tòa bảo tháp, sau đó một tòa ngọc lâu hiện ra cùng chống lại đạo hào quang này. Đạo hào quang này chính là vĩ lực hình thành khi thế giới va chạm trong nơi vô cực. Xích Quyên Ma Tôn luyện nó thành một món binh khí kỳ lạ, giống như thực mà không phải thực, như trống rỗng lại không hề trống rỗng, làm cho người ta không thể đoán chừng. Dù là thân thể và phòng ngự của Diệp Phúc cũng không chống được, chỉ cảm thấy tu vi giảm mạnh. Nếu không phải lực phòng ngự của Di La Thiên Địa Tháp và ngọc lâu quá mạnh mẽ, chỉ sợ hắn ngay cả một chiêu cũng không chống lại được, bị đạo hào quang này cắn nát. Cho tới lúc này, có thể nói là hai người đã dùng hết con bài tẩy của mình, không hề giữ lại chút gì. Chẳng những Xích Quyên Ma Tôn đánh vất vả, Diệp Húc cũng phát huy vượt qua bình thường, dùng hết tu vi và thực lực. Trận chiến này của bọn họ vượt qua cả nơi vô cực, đi ngang qua không biết bao nhiêu thế giới, kinh động không biết bao nhiêu cao thủ. Hơi thở hai người kinh thiên động địa, làm cho người ta cảm thấy như hồng mông ma thần giáng lâm. Dù là vô hoàng cũng nâm nấp lo sợ, không dám đến xem. Đại Hắc Thiên, ngươi còn muốn bám lấy chấm bao lâu nữa đây? Chấm đã nói rồi, Xích Quyên Ma Tôn không ở nơi này. Sở dĩ y khiêu chiến ngươi ở đây chẳng qua là muốn ngươi và chấm đánh nhau mà thôi. Cùng lúc đấy, trong Nguyên Dương Đại Thế Giới, Đế Tuệ và Hắc Thiên Ma Tôn đã chiến đấu tới mức không thể tách ra được. Dầm. Dư ba chiến đấu của Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn rốt cuộc cũng kinh động đến Nguyên Dương Thế Giới. Đại Hắc Thiên vội vã thu tay lại, nghi ngờ gãi gãi đầu nói: chẳng lẽ ta đánh nhầm người rồi sao? Hắc Thiên Ma Tôn phi thân rời khỏi Nguyên Dương Thế Giới, đi vào nơi vô cực. Đế Tuệ thì giận dữ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô duyên vô cớ phải đánh nhau với một tên thánh hoàng cường tráng như châu, nếu không phải tu vi hắn đã đạt tới thánh hoàng, lại tinh thông tinh thiên thần vương công đức ấn, cho dù không địch lại được thì vẫn có thể thoát thân, e rằng sẽ bị con châu cường tráng này đánh chết tại chỗ. Vì Hắc Thiên Ma Tôn này không cần biết đến đúng sai, đi đến liền ra tay, khiến cho hắn ngay cả cơ hội biện giải cũng không có, mà có biện giải thì chắc gì kẻ này đã chịu nghe. Chỉ có dao động trận chiến giữa Diệp Húc và Xích Quyên chuyển đến Nguyên Dương Thế Giới mới khiến cho gã phẫn nộ hô lên một câu: chẳng lẽ ta đánh nhầm người, một chút thành ý xin lỗi cũng không có. Cái đám xuất thân từ Bát Đại Ma Giới đều là lũ khốn cả. Xích Quyên Ma Tôn là vậy, Hắc Thiên Ma Tôn cũng thế. Đế Tuệ cũng lao ra khỏi Nguyên Dương Thế Giới, liếc về phía nơi Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn đang chiến đấu.
Hắc Thiên Ma Tôn đã đứng ở đó xem xét, chỉ thấy hai đạo lưu quang quay cuồng, đánh đánh đấm đấm trong nơi vô cực. Cả trời đều là cấm văn, đạo văn và đạo ngân. Nơi hai người giao thủ thường thường vọt lên những ấn pháp kỳ quái, như là những thế giới rực rỡ muôn vẻ. Thế giới biến mất lại bộc phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Lại có những tòa đạo môn bay lên, còn có một đạo hào quang như rồng như rắn cuốn lấy. Diệp Húc giao thủ với Xích Uyên Ma Tôn, mà so với tình hình Đế Tuệ giao thủ với Hắc Thiên Ma Tôn còn thảm thiết, còn đồ sộ hơn hẳn. Dù sao, Hắc Thiên Ma Tôn và Đế Tuệ không có chiến đấu đến mức không chết không thôi, mà Diệp Húc và Xích Uyên thì lại muốn phân ra sinh tử. Lợi hại, trong 3000 thế giới còn có bậc cường giả như này, lại có thể tương xứng với Thánh Hoàng hay sao? Hắc Thiên Ma Tôn cười ha ha, gào thét truy kích lên phía trước, cười nói: bậc nhân vật như thế này nhất định phải tự mình đi gặp một lần. Đế Tuệ nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo, sánh ngang với gã. Kỳ quái, chẳng phải kẻ này là vị cấp vu tổ ở thế giới vu hoang kia hay sao? Hắn nhận ra Diệp Húc, thầm tò mò. Nhân vật cấp vu tổ nếu muốn tiêu diệt Thánh Hoàng thì chỉ một chiêu là đủ, tại sao kẻ này lại tương xứng với Xích Uyên Ma Tôn như vậy? Hắn vẫn cho Diệp Húc là cường giả cấp vu tổ nên mới không có di động. Lúc này thấy tình hình giao chiến giữa Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn không khỏi khiến cho hắn ta hoài nghi. Nhưng chiến lực mà Diệp Húc thể hiện ra kia không hề tầm thường, có thể tương xứng với hắn và Xích Uyên Ma Tôn, khiến cho hắn phải cảnh giác. 3000 thế giới, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngọa hổ tàng long, thống nhất những thế giới này cũng không hề đơn giản. Hắn thầm cảnh giác, liếc Hắc Thiên Ma Tôn một cái thầm nghĩ. Trong 3000 thế giới, có rất nhiều kẻ có thế lực rất lớn ở thiên giới. Tỉ như trong bát đại ma giới kia, đã sinh ra 8 vị thánh hoàng. Trong bát đại thế giới, Đại Hắc Thiên và Xích Uyên Ma Tôn chính là hai trong số đó. Còn 6 đại thánh hoàng khác có thực lực hơn hẳn Đại Hắc Thiên và Xích Uyên Ma Tôn. Thậm chí có người đã tu luyện tới bước sắp mở ra đạo môn trở thành vu tổ. Mà các thế giới khác cũng không ít cường giả ở thiên giới. Chu Thiên Tinh Cung ở thế giới vu hoang cũng có một người đã sắp đạt tới trình độ thần vương. Nếu muốn thống nhất 3000 thế giới, ta tất phải đụng độ với những người này, tất sẽ phải chiến một trận. Tu vi Đế Tuệ tiến bộ thần tốc, tuy hiện tại chưa phải là đối thủ của Đại Hắc Thiên, nhưng chỉ cần hắn thống trị càng nhiều thế giới, công đức bản thân lại càng thêm nồng hậu, sớm muộn gì cũng có thể trở thành vu tổ, thậm chí là thần vương. Khi đó hắn sẽ không sợ những cường giả này nữa. Muốn thành nghiệp lớn thì phải tạm thời tránh đi những thế giới này. Thế giới vu hoang kia ta đương nhiên phải thống nhất, tự mình chiếm lĩnh nơi đấy, làm cho đám người to gan dám cướp bóc ta phải nếm thử quả đắng vì đã đắc tội với ta. Hai người Diệp Húc vừa đi vừa chiến, tốc độ cực nhanh. Với tốc độ của mình mà Đại Hắc Thiên không thể lập tức đuổi kịp bọn họ. Thân hình hai người đột nhiên nhảy vào trong một đạo hào quang, tung hoành ngang dọc, không ngừng giao phong trong hào quang đó. Tình cảnh như thế, dù là Đại Hắc Thiên và Đế Tuệ cũng không thể không biến sắc. Thế giới lực chất chứa trong hào quang có thể xóa đi đạo văn đạo ngân, tiêu diệt thân thể Thánh Hoàng, thậm chí có thể luyện chết được Thánh Hoàng. Đạo hào quang kia dài đến mấy nghìn dặm, dung chuyển không ngớt, như trong đó có hai con yêu quái bất tử đang rời sông lấp biển vậy. Bên trong hà quang, thế giới lực to lớn cực điểm tràn ngập, gần như hai thế giới lớn đột nhiên va vào nhau. Diệp Húc lấy Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu chấn áp thân thể, toàn thân tràn ngập cấm văn do hai món cấm bảo này tạo thành. Trong cơ thể xuất hiện hư ảnh của Lâu và Tháp, đón nhận thế giới lực áp bách. Hắn chỉ thấy tu vi mình không ngừng bị xóa đi. Xích Uyên Ma Tôn cũng là như vậy, luyện hóa được một đạo hà quang, nhưng thân thể bọn họ ở trong đó thì vẫn bị công kích. Thân thể của y không hùng mạnh như Diệp Húc, nhất thời bị thế giới lực làm cho da thịt tan đi. Đành phải dùng 10 tòa đạo môn trấn trụ thân thể, cùng Diệp Húc tiếp tục đánh đấm. Ngay sau đó, hai người lại lao ra khỏi đạo hà quang kia, toàn thân rách dưới, gần như bị thế giới lực ma diệt thành tro, nhưng vẫn đánh nhau kịch liệt, không hề ngừng lại. Tiểu quỷ, người thấy hai người bọn họ, ai sẽ thua, ai sẽ thắng đây? Hắc Thiên Ma Tôn đột nhiên cười hỏi. Đế Tuệ nhìn lướt qua rồi trầm giọng nói: đương nhiên sẽ là Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn thân là Thánh Hoàng, tu vi ở trên đối phương, năng lực khôi phục cũng nhanh hơn Vu Hoàng. Hiện giờ tuy hai người họ tương xứng, thế nhưng đánh lâu dài thì Xích Uyên tất thắng. Hắc Thiên Ma Tôn gật gật đầu khen ngợi: Nhãn lực cũng không kém. Thế nhưng trận chiến này chỉ có Đại Hắc Thiên Lão Tử là kẻ thắng chân chính mà thôi. Gã liếm liếm môi, nhe răng cười, nói với khuôn mặt dữ tợn:
Dịch Quyền dù có thắng thì cũng sẽ bị thương nặng, tu vi thực lực đều giảm mạnh. Tiểu tử này sẽ không đường để trốn, chỉ có thể bị lão tử nghiền nát. Sao? Kẻ thắng cuối cùng ư? Đế Tuệ chớp chớp mắt thầm nghĩ. Người thắng cuối cùng sao? Vậy chỉ có thể là chấm. Dịch Quyền mà tôn chém chết đối thủ rồi, ta chém chết Dịch Quyền, lấy đến công đức kim luân của y sẽ khiến cho ta thành tựu công đức thiện quả vô lượng, lập tức vượt sang ngươi. Đến khi đó ta có thể chém chết con trâu ngu xuẩn nhà ngươi được rồi. Hai người kiềm chế bất động, chờ Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn phân ra thắng bại. Hà quang trong tay Xích Quyên Ma Tôn thiên biến vạn hóa, trong chớp mắt đã xẹt qua trăm ngàn lần, cắt cho toàn thân Diệp Phúc đầm đìa máu. Cùng lúc đó, vô số ấn pháp cùng bay tới, ầm ầm đánh lên người Xích Quyên Ma Tôn, chặt đứt không biết bao nhiêu đoạn xương cốt của y. Tu vi Diệp Phúc nhanh chóng yếu xuống, 10 tòa đạo môn của Xích Quyên Ma Tôn cũng rách nát, tu vi giảm mạnh. Nhưng hai người này ra tay vẫn rất sắc bén, trận chiến vẫn vô cùng mãnh liệt và lợi hại. Hắc Thiên Ma Tôn chớp chớp mắt rồi đột nhiên vươn người đứng dậy, đánh tới Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn, nhe răng cười nói: "Xích Quyên Ma Tôn, hãy nhận lấy cái chết đi." Cùng lúc đó, Đế Tuệ cũng biến mất rồi lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn. Hư Không Ấn và Trường Không Ấn được hắn sử dụng xuất thần nhập hóa, tốc độ còn hơn Hắc Thiên Ma Tôn không biết bao nhiêu lần. Sau lưng của hắn dâng lên 18 đạo công đức kim luân ong ong chuyển động. Bên trong kim luân, từng tòa công đức đạo môn dâng lên cùng áp tới Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn. Chính vào lúc này, hư không đột nhiên mở ra, lộ ra lãnh thổ rộng lớn vô biên của thiên giới. Tiếp theo cửa động này đột nhiên đóng lại. Diệp Phúc và Xích Quyên biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Hai người bọn họ chiến đấu thật sự rất kịch liệt, từ Xích Đế Ma Giới đánh thẳng đến hàng rào thiên giới, rốt cuộc cũng phá vỡ hàng rào nơi đây, ngã vào thiên giới. 18 tòa đạo môn của Đế Tuệ ép tới, khiến cho nơi hai người vốn đứng bị nghiền nát hoàn toàn. Thiên giới sao? Ánh mắt Đế Tuệ trở nên vô cùng sắc bén, chần chừ một chút thế nhưng cũng không tiến vào trong thiên giới. Ở thiên giới kia, cường giả với trình độ như hắn nhiều đếm không xuể, biến số quá lớn. Nhất là Thương Thiên Đế Tôn đã chết, là lúc các thần vương đế quân tranh đoạt đế vị, thiên giới không còn là vùng đất lành nữa. Hắc Thiên Ma Tôn lại không băn khoăn như thế, lập tức cúi đầu phá vỡ hàng rào thiên giới, đang đang sát khí nhảy vào bên trong. Thiên giới, trong một sân mạch hùng vĩ, không gian đột nhiên vỡ ra, hai nhân vật như hai vị ma thần bỗng nhiên xuất hiện, lập tức dọa đến đám lão long đang tu luyện trong núi, ai nấy cũng đều thò đầu ra mà nhìn. Kẻ nào dám to gan làm loạn trong Ngọa Long Nguyên đây? Một lão long tản ra hơi thở mạnh mẽ như là vu hoàng, quát to với thanh âm uy nghiêm. Xích Quyên Ma Tôn đột nhiên vươn người, một bàn tay khiến ma khí bay múa đầy trời, hóa thành La Thiên Đại Thủ Ấn, bắt lấy con lão long kia rồi tùy tiện nhét vào trong miệng. Y lập tức hít vào một hơi thật dài, lập tức khiến cho tất cả lão long, tất cả sinh linh trong Ngọa Long Nguyên đều bay lên, ào ào tuôn vào miệng của y, bị y cắn nuốt, luyện hóa lập tức bổ sung tu vi cho mình. Thiên giới, nơi đây là thiên giới, đúng là trời cũng giúp ta mà. Xích Quyên Ma Tôn cười to, há mồm hút một cái, lập tức mặt đất Ngọa Long Nguyên rung lên, những cảnh thuần dương linh mạch bậc 9 bay lên từ trong núi, chen nhau chui vào miệng y, bổ sung chỗ tu vi đã bị Diệp Phúc xóa đi kia. Tài nguyên trong thiên giới cực kỳ phong phú, ở trong linh sơn đâu đâu cũng là linh mạch. Ngọa Long Nguyên này chỉ là một linh sơn nho nhỏ, nhưng số lượng thuần dương linh mạch bậc 9 trong đó cũng không phải là ít. Xích Quyên Ma Tôn bổ sung được một phần tu vi, lập tức khí thế tăng vọt, hắn cười ha hả. Y tiến lên hà quang vô cực, cắt tới Diệp Phúc, nhai răng cười gằn. Tây Hoàng Công, ta có trời giúp, ngươi sao có thể đấu với ta được nữa đây? Mà Diệp Phúc đứng nguyên tại chỗ, bất chợt giơ tay ra bắt lấy hà quang vô cực này. Chỉ thấy hà quang không ngừng nhảy lên nhảy xuống trong tay của hắn, răng rắc một tiếng, chỉ một thoáng liền chấn cho máu thịt trên tay hắn tan đi, chỉ còn lại chỗ xương trắng hiếu. Xích Quyên Ma Tôn cả kinh, chỉ cảm thấy pháp lực Diệp Húc mênh mông tuôn vào trong hà quang, định cướp đi quyền khống chế hà quang này từ tay hắn. Bản Vương Khai Thiên Kinh thế nhưng lại tương dung với đạo hà quang vô cực này, bắt đầu bài xích dấu ấn của Xích Quyên Ma Tôn. Tiểu tử, ngươi đây là đang so đấu pháp lực với ta hay sao? Xích Quyên Ma Tôn nhe răng cười, cổ đãng pháp lực. Đột nhiên pháp lực của Diệp Húc tăng vọt như dải non lấp biển áp xuống, hùng hậu hơn tu vi của y rất nhiều lần. Hơn nữa, từng giây từng phút đều tăng lên một cách thật điên cuồng, khiến cho y hoảng sợ muốn chết. Xích Quyên, có lẽ ngươi còn chưa biết một chuyện. Diệp Phúc bắt lấy hạ quang vô cực, thế giới lực chấn động không ngừng, nhưng lại không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, mà bàn tay chỉ còn lại xương của hắn, bắt đầu mọc ra máu thịt da rẻ,
nhanh chóng phục hồi như cũ. Ta tới thiên giới như trở lại nhà mình vậy. Diệp Phúc khẽ lẩm bẩm, thật sự hắn có một loại cảm giác như mình đã trở về nhà. Trong Ngọc Lâu, tiên linh khí Ngọc Lâu hấp thụ kia nháy mắt tăng vọt lên không biết bao nhiêu lần, làm cho tu vi của hắn nhanh chóng hồi phục, so với Xích Quyên Ma Tôn cắn nút linh khí và sinh linh trong Ngọa Long Nguyên còn gấp mấy trăm lần. Chết đi! Diệp Phúc một tay bắt lấy Hạ Quang, tay kia thì đánh ra một quyền hóa thành cô lân tiên giới. Xích Đế Ma Môn, Cửu Đại Công Đức Chi Môn! Xích Quyên Ma Tôn quát lớn, những tòa đạo môn sách dưới dựng lên trước người của y. Quân luân thiên trụ lập tức đánh tới, khiến cho Xích Đế Ma Môn ầm ầm vỡ nát, chín công đức chi môn kia cũng ầm ầm tan rã. Quân luân tiên giới ầm ầm đánh lên thân thể của y, đánh văng Xích Quyên Ma Tôn. Ầm một tiếng, y đụng vỡ từng tòa linh sơn lộng lẫy, tạo ra những cái động lớn trên những linh sơn thiên giới này. Thân thể của y cuối cùng đánh lên một ngọn núi hùng vĩ, phát ra tiếng keng, thậm chí cả một khối đá cũng không đụng vỡ được, cuối cùng thì mới ngừng lại. Chết đi! Diệp Phúc đột nhiên xuất hiện trên đầu y, hai tay nắm lấy Hạ Quang vô cực, xoẹt một tiếng, bổ y từ đầu tới đuôi. Xích Quyên Ma Tôn cho dù bị Hạ Quang vô cực chém thành hai mảnh nhưng vẫn chưa hề chết, hai mảnh thân thể áp sát lại giữa không trung khôi phục như cũ. Sức sống của Thánh Hoàng dồi dào đến mức thật đáng sợ, so với Vu Hoàng không biết cường mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Phúc đem hắn chém làm đôi, chỉ là chém đứt thân thể của gã, làm phai mờ một phần đạo văn, đạo ngân của gã, hủy đi một phần tu vi mà thôi. Khi xưa Tây Vương Mẫu thu thập không biết bao nhiêu hào quang, bày ra đại trận, đều không thể đem Xích Quyên Ma Tôn hoàn toàn tiêu diệt, mà chỉ khiến hắn trọng thương. Có thể thấy được, nếu muốn chui sát một vị Thánh Hoàng, rốt cuộc là khó khăn đến đâu. Sao, vẫn chưa chết sao? Diệp Phúc bước lớn lên trước, hào quang quay vòng, giống như dây roi, khóa trụ cổ của Xích Quyên Ma Tôn, không ngừng ma diệt tu vi của gã. Một tay khác của Diệp Phúc hóa thành Ngũ Đế Ấn, hung hăng đánh vào ngực của Xích Quyên Ma Tôn. Xích Quyên Ma Tôn bị một kích lực mạnh đánh bay, đập lên tòa núi hùng vĩ này, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm. Tòa thần sơn này không biết cấu tạo từ loại khoáng vật gì, mà lại chỉ có thể bị nõm vào một hố sâu chưa tới mấy trượng, đất đá bắn tung tóe. Diệp Phúc ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy cấu tạo của số đất đá bay xuống rất kỳ lạ, không ngờ lại là do từng quả tinh thần tạo thành. Những tinh thần to nhỏ không biết do ai luyện hóa, cô đọng lại thành đá, xây dựng lên một tòa núi kỳ vĩ như vậy. Là ai mà lại có loại thủ pháp này, đem vô số tinh thần chế luyện thành núi đây? Hắn liền hơi ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ. Tòa đại sơn này dường như có cùng trọng lượng với Côn Luân Thần Sơn và Tu Di Sơn thì phải, tương đương với trọng lượng của cả một thế giới. Chẳng trách ta căn bản không có cách nào lay động được, thậm chí muốn đánh vỡ một khối đá hơi lớn một chút thôi đã có vẻ vô cùng khó khăn rồi. Đây chính là thực lực của cường nhân chân chính trên thiên giới hay sao? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ mà. Vù 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 vù. Hào quang cuộn tròn một lần nữa cuốn Xích Quyên Ma Tôn lên, kéo đến phía trước Diệp Phúc. Tây Hoàng Công, lão đây liều mạng với ngươi. Xích Quyên Ma Tôn gào thét, hai tay thiên biến vạn hóa, vô số đạo Xích Đế Ma Thủ Đại Thủ Ấn điên cuồng hướng Diệp Phúc mà công tới. Chỉ một thoáng liền không đếm hết số công kích rơi trên thân Diệp Phúc, đánh đến mức quanh thân hắn những tiếng rung tang tang không ngớt, trong cơ thể hiện ra một lầu một tháp chống đỡ toàn bộ số công kích này. Thân hình của Diệp Phúc khẽ lắc lư, khóe miệng thì lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tái khởi một trường hóa thành cửu sát ấn. Thân hình Xích Quyên Ma Tôn bắn lên cao vút, một lần nữa đâm vào tòa đại sơn hùng vĩ. Sau khi Diệp Phúc tiến vào thiên giới, ngọc thụ trong lầu điên cuồng hút lấy tiên linh khí của thiên giới, khiến tu vi của hắn không ngừng hồi phục, mơ hồ vượt qua thời kỳ suy yếu. Xích Quyên Ma Tôn càng ngày càng kém xa hắn, càng ngày càng không phải là đối thủ của hắn. Âm 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 âm. Tòa núi này một lần nữa bị Xích Quyên Ma Tôn đâm lõm xuống một hố còn sâu hơn lúc nãy. Diệp Phúc bước lớn lên trước một bước, bước đến, đủ loại ấn pháp liên tiếp xuất ra, đem Xích Quyên Ma Tôn đánh đến cuống quýt lùi về sau, phun cả máu miệng. Cùng lúc đấy, hắn tế khởi vô cực hào quang, không ngừng ma diệt tu vi của Xích Quyên Ma Tôn, không ngừng kéo lớn chênh lệch giữa hai người. Thời không trong thiên giới rõ ràng không giống với ở hạ giới, không gian cực kỳ chắc chắn, khả năng chống chịu công kích của vô pháp và vô bảo lớn đến mức 3.000 thế giới không thể tưởng tượng. Với thực lực của Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn, nếu là ở 3.000 thế giới xuất ra một chiêu, gần như có thể phá hủy nghìn vạn dặm tinh không, đánh bạo tinh cầu, phá hủy đại châu, đem toàn bộ luyện hóa. Còn ở nơi đây, bọn họ thậm chí ngay cả hư không cũng không thể đánh hỏng. Thậm chí nhân hoàng thánh chủ đến đây
đến bay cũng đừng mơ tưởng có thể bay lên được. Trong thiên giới, Nhân Hoàng Thánh Chủ chỉ được coi là một nhân vật bé nhỏ, địa vị thấp kém. Chỉ có Vu Hoàng mới có thể có được địa vị tốt, chiếm cứ Linh Sơn. Thánh Hoàng lại có thể hùng bá một phương, còn Vu Tổ thì có thể khai tông lập phái. Thần Vương Đế Quân tối cao vô thượng liền có thể thống trị một giới, trở thành người đứng đầu giới đấy. Lại nói, tốc độ chiến đấu của hai người cực nhanh. Diệp Phúc tiến sát từng bước, Xích Quyên Ma Tôn không ngừng lùi về phía sau, xuyên qua cả tòa đại sơn này. Đủ loại ấn pháp không ngừng phát ra, sáng chói, giống như những vũ trụ hình thù kỳ quái. Đủ loại đạo văn, đạo ngân, thậm chí là đạo lý ngập tràn khắp sân cốc. Thập đại đạo môn. Xích Quyên Ma Tôn dù sao cũng là cường nhân cấp bậc Thánh Hoàng, tận lực đè nén mối giận ở trong lòng. Sau thân hiện ra kiểu tòa công đức chi môn và Xích Đế Ma Môn, trấn thụ thương thế của thân thể mình. Toàn bộ linh mạch trong toàn linh sơn này ra hết để cho ta. Xích Quyên Ma Tôn mở miệng gầm giống, bên trong 10 tòa đạo môn lập tức chuyển ra lực hút điên cuồng, kéo động linh mạch cất giấu trong toàn linh sơn này. Tinh quang trong mắt gã chấp động, mặc dù không biết tại sao tu vi của Diệp Phúc đột nhiên hồi phục nhanh đến như vậy, nhưng gã lại biết rất rõ, nếu như bản thân không khôi phục lại toàn bộ tu vi ngay lập tức thì e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này, hơn phân nửa sẽ bị Diệp Phúc giết chết. Hùng Sơn chấn động, đột nhiên từng sợi tiên linh chi mạch bay lên, cũng phải có đến mấy trăm sợi, khiến cho Xích Quyên Ma Tôn vừa mừng vừa sợ. Đang định đem chỗ linh mạch này hấp thu luyện hóa, khôi phục tu vi, thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, chỉ thấy một sợi thái thanh linh mạch bay lên không trung, tản phát ra khí tức mạnh mẽ, sánh ngang với Thánh Hoàng. Trời ơi, đây là chỗ quái quỷ gì thế này? Tại sao ngay cả thái thanh linh mạch, cái loại linh mạch cao đẳng trên thiên giới cũng có vậy? Xích Quyên Ma Tôn suy nghĩ mông lung, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, mơ hồ biết rằng mình đã chọc đúng tổ ong. Người có thể nắm giữ được thái thanh linh mạch chắc chắn là không thể coi thường. Gã cũng đã từng đến thiên giới, chỉ là sau đó bị Hạo Đại Hắc Thiên ép phải trở về phàm thế, nên đối với kết cấu của thiên giới có chút hiểu biết. Bên trong thiên giới, về cơ bản, toàn bộ linh mạch cấp bậc tam thanh đều là vật có chủ. Người nắm giữ những linh mạch này ít nhất cũng phải là bá chủ cấp bậc Vu Tổ. Ở phía xa, Hắc Thiên Ma Tôn cuối cùng cũng tìm đến, xa xa nhìn đến tòa Hùng Sơn trắng lệ này cùng với hai người Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn. Lập tức mặt hơi biến sắc, do dự một chút không dám tiến đến. Đến khi hắn nhìn thấy Xích Quyên Ma Tôn một mạch đem mấy trăm tiên linh chi mạch trong tòa Hùng Sơn nhổ hút hết lên, thậm chí dẫn ra một sợi thái thanh linh mạch, mới hít vào một luồng khí lạnh, lẩm bẩm mà nói: "Hai cái tên này đúng là tự tìm đường chết mà, cư nhiên lại dám xông vào lãnh địa của Tạo Hóa Môn. Tòa Hùng Sơn này chính là do Tạo Hóa Thần Vương thu thập tỷ vạn tinh thần mà luyện thành thần sơn, làm căn cơ cho Tạo Hóa Môn. Tạo Hóa Thần Vương quy thuận đương kim thiên triều không có ở đây, nên đã đem ngôi vị môn chủ ra cho đệ tử của mình. Mặc dù Tạo Hóa Thần Vương không ở đây, thế nhưng cao thủ trong Tạo Hóa Môn vẫn rất nhiều. Hai cái tên này lại dám gây ra tai họa lớn đến như vậy, e rằng bọn chúng phe này gây to rồi, gây to rồi." Bên trên tòa Hùng Sơn này mơ hồ hiện ra một tòa cung điện nguy nga, đếm không hết số cung điện tiên khuyết. Lúc này đây, rất nhiều cao thủ canh giữ Tạo Hóa Môn đều bị Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn làm cho kinh động. Một luồng khí tức mạnh mẽ dị thường phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy ở giữa không trung, từng thân hình đột nhiên xuất hiện, ánh mắt như điện, hết thảy nhìn xuống Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn. Những đệ tử của Tạo Hóa Môn thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng thực tế lại rất nhiều tuổi rồi. Nếu là ở 3000 thế giới thì mỗi người đều sẽ là nhân vật cấp bậc lão quái vật, lão tổ tông. Khí tức của bọn họ vô cùng hùng hậu, thấp nhất cũng đã tu thành Thánh Hoàng. Còn phía sau, trong quả tòa cung điện kia, lại là một luồng khí tức cổ lão xông thẳng lên trời. Hóa ra một tòa đạo môn mở rộng, chỉ thấy từng dải thiên địa đại đạo bay lượn bên trong, ẩn chứa một đạo lý vô cùng huyền ảo, vô cùng huyền bí, rõ ràng là một vị đã mở ra đạo môn, siêu thoát tiến lên cấp bậc Vu Tổ. Thôi xong, gay go rồi. Diệp Phúc trong lòng hoảng sợ, Xích Quyên Ma Tôn cũng thoát mồ hôi lạnh, không còn để ý đến chuyện cắn nuốt chỗ linh mạch này. Hai người cơ hồ đồng thời gào thét, hướng phía xa điên cuồng mà chạy. Ồ, không ngờ lại là hai vị đại thánh ở đây gây chuyện. Các đệ tử của Tạo Hóa Môn hừ lạnh một tiếng. Một vị thánh hoàng ở trong đó quay đầu cúi người lên tiếng nói: "Dám hỏi môn chủ, hai người này nên xử lý như thế nào?" Hai tên tiểu bối cuồng vọng, suýt nữa quấy rầy đến sự tinh dưỡng của Vương Phi, tội đáng muôn chết mà. Trong Tạo Hóa Môn đột nhiên truyền đến một âm thanh thanh lệ, chỉ thấy đạo môn trên đỉnh núi, đạo vận đại đạo lưu động,
hóa thành một vị thiếu nữ đứng ở trước cửa. Đây chính là một tôn hóa thân của Vu Tổ, đạo vận thiên thành, lấy đạo vận hóa thành hóa thân, luyện mạnh mẽ đến mức có thể đè sập cả đất trời. Môn chủ tạo hóa môn không ngờ lại là một thiếu nữ dung mạo tuổi thanh xuân, quả thật là nằm ngoài dự liệu của Diệp Húc. Bắt lấy bọn chúng, giết ngay tại chỗ, không được làm lớn tiếng, nếu không sẽ kinh động đến Vương Phi. Thiếu nữ kia từ trên nhìn xuống, tùy ý lườm Diệp Húc và Xích Quyên Ma Tôn, lạnh nhạt mà nói. Các cường nhân thủ hộ tạo hóa môn đồng loạt vâng mệnh, xông thẳng lên trời, hướng Diệp Húc và Xích Quyên Ma Tôn đuổi giết. Phía sau hai vị thánh hoàng đều dựng lên một tòa đạo môn. Bên trong đạo môn đột nhiên xuất hiện một bộ thánh bảo, chấn áp chư thiên, ầm ầm áp xuống Diệp Húc và Xích Quyên Ma Tôn. Ở phía xa, Hắc Thiên Ma Tôn lập tức mừng rỡ, ha ha cười lớn. Hai cái tên này, tạo hóa Vương Phi cư nhiên lại ở bên trong tạo hóa môn, lại cộng thêm tạo hóa môn chủ, hai tên này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thân, chết đến không thể chết lại được nữa rồi. Chết, chết hay lắm, chết rất hay. Xích Quyên, cái tên nhãi này, đáng chết lắm, dám đùa giỡn chị dâu sao? Hai tòa đạo môn và hai bộ thánh bảo áp xuống, Xích Quyên Ma Tôn không khỏi biến sắc, lập tức nói: Tây Hoàng Công, thù hận giữa chúng ta để sau rồi nói, nếu không cả hai người chúng ta đều sẽ chôn thây ở đây. Được. Diệp Phúc thình lình trở nên dữ dội, hòa quang trong tay cuốn lấy cổ Xích Quyên Ma Tôn, hướng hai tòa đạo môn mà nghênh đón. Tây Hoàng Công, ngươi đây là ý tứ gì? Ngươi mượn đao giết người, giết chết ta, ngươi cũng không thoát khỏi tạo hóa môn được đâu. Xích Quyên Ma Tôn kinh hãi vô cùng, hai tòa đạo môn khống chế thánh bảo ầm ầm phi đến, trong chớp mắt khiến tòa đạo môn của gã bị nghiền nát, từng đạo công đức kim luân trùng trùng điệp điệp đều nổ tung hết, đạo văn đạo ngân quanh người gã trong chớp mắt cũng bị luyện hóa, tu vi trong người liền mất hết. Diệp Phúc lạnh nhạt nhìn gã, thản nhiên mà nói: Xích Quyên, ngươi dám uy hiếp vợ ta, ngươi cho rằng ta sẽ vẫn liên thủ với ngươi hay sao đây? Hiện tại ngươi có thể chết được rồi. Vô cực hào quang chặt đứt cổ của Xích Quyên Ma Tôn, gã quả thực cường mạnh, hai đoạn thân thể lần lượt chạy trốn đến hai hướng khác nhau, tốc độ cũng cực nhanh. Hai tòa đạo môn điều khiển thánh bảo khẽ rung lên, khiến hai đoạn thân thể của gã bị chấn vỡ, vô số đạo vân dập trời chạy trốn khắp nơi. Xích Quyên, ngươi trốn không thoát đâu, chư Phật thập phương thế giới ấn. Diệp Phúc hai tay vung lên, chư Phật thập phương thế giới ấn ầm ầm bay ra, Phật quang khắp trời, đại phóng quang minh. Tạo hóa môn chủ mặc dù là một nữ nhân, thế nhưng thực lực lại mạnh đến mức khiến cho thánh hoàng chỉ có nước ngửa mặt lên trời mà trông lên. Một tôn hóa thân của nàng đứng sừng sững ở trước cửa. Trong cửa, một cánh tay như ngọc tựa hồ vô cùng yếu đuối, thế nhưng lại có thể ngưng tụ đạo vận, đại đạo trong tay lưu chuyển khiến mọi người phải ngước lên. Một trưởng khẽ xuất ra, liền lay động hai tòa đạo môn cùng thánh bảo của hai vị đại thánh hoàng, giam cầm hư không. Trong thiên giới, thiên địa tạo hóa nằm gọn ở trong tay. Đây chính là Tam Thần Vương cảnh, thực lực của Vu Tổ. Hắc Thiên Ma Tôn thấy Diệp Húc xông ra chỗ mình, trong lòng lập tức biết là không xong, liền quay người chạy trốn, thế nhưng tốc độ của Diệp Húc còn nhanh hơn gã, trong chớp mắt liền đã đuổi được gã, hai người sóng vai mà bỏ chạy. Người chết thì cũng đã chết rồi, tại sao còn muốn liên lụy lão tử? Hắc Thiên Ma Tôn nhe răng cười, đột nhiên thò tay tóm lấy Diệp Húc, vác ở trên vai chặn ở phía sau. Ha ha cười lớn. Có người chắn tạo hóa môn chủ, lão tử đây liền có thể có đường sống được rồi. Đại Hắc Thiên, ta với người không thủ không oán, chỉ là tiện đường mà thôi, hà tất phải làm tổn thương hỏa khí như vậy. Diệp Phúc thỏ tay nắm lấy mớ lông lùm xùm ở trên đầu Hắc Thiên Ma Tôn, một cánh tay khác túm lấy thịt sau gáy của hắn, xoay người thật mạnh, đổi ngược lại đem hắn nhấc lên tiếp đón ngọc thủ của tạo hóa môn chủ. Thân thể của hắn trải qua sự gia cố của Diên La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu, hai bộ đại cấm bảo, nên so với Hắc Thiên Ma Tôn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không ngờ lại có thể phản chế lực lượng áp chế của Hắc Thiên Ma Tôn một cách thật dễ dàng. Hắc Thiên Ma Tôn đầu óc mơ hồ, bị Diệp Phúc phác ngửa mặt lên trời, nhìn thấy ngọc thủ của tạo hóa môn chủ giáng xuống, lập tức cười dữ tợn một tiếng, thò tay túm lấy tóc Diệp Phúc cười hăng hắc nói: Tiểu tử thối, thân thể của ngươi quả thực rất mạnh, có điều pháp lực của lão tử đây lại hơn cả ngươi, bây giờ ngươi cũng nên đây cho ta đi. Gã một tay tóm lấy tóc Diệp Húc, định bắt chước theo Diệp Húc nhấc lên chặn ngọc thủ của tạo hóa môn chủ để cho bản thân có thể trốn thoát được. Có điều, gã đúng là đã bắt được tóc của Diệp Húc, thế nhưng Diệp Húc lại dùng pháp lực. Chỗ tóc trên đầu đột nhiên đứt gãy, lộ ra cái đầu chọc sáng loáng. Thiện nhân! Hắc Thiên Ma Tôn hoảng loạn, giơ tay tóm lung tung, đụng vào áo quần của Diệp Húc,
Trong lòng mừng rỡ, lập tức chỉ nghe thấy một tiếng rách xoạt, áo của Diệp Phúc lại bị hắn xé tung, rách ra một mảng lớn. Hắc Thiên Ma Tôn chớp chớp mắt, thầm ai oán. Được, được lắm, lão tử đây thế nào mà lại gặp phải một thằng gian xảo như ngươi đây. Dịch Quyền, cái thằng nhãi này chết không oan mà. Diệp Phúc chính là Vu Hoàng, hư không tạo vật, quần áo của hắn chế tạo ra tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng xé rách được. Thậm chí, một kích toàn lực của Vu Hoàng cũng chưa chắc có thể công phá nổi quần áo của hắn. Hắc Thiên Ma Tôn có thể túm rách tất nhiên là do dụng ý của Diệp Phúc nhằm khiến cho gã không có chỗ bám víu. Hai tay của Hắc Thiên Ma Tôn của quạng lung tung, Diệp Phúc khừ lại một tiếng, một cánh tay tiếp tục nắm chặt sau thịt gáy của gã. Tay kia buông lỏng túm lông, móc chặt lấy xương bả vai của gã, không để cho gã cử động linh tinh, tiếp tục hướng phía trước chạy điên cuồng, hy vọng có thể né được công kích của tạo hóa môn chủ. Nếu như có thể tránh được một kích này của Vu Tổ, tất nhiên mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu như không thể, vậy đành để con trâu trên lưng ta chắn thôi. Diệp Phúc thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử thối, ngươi đây là đang ép ta sao? Mà lúc này, Hắc Thiên Ma Tôn ngửa mặt lên trời, chỉ thấy ngọc thủ của đạo hóa tạo môn. Càng lúc càng gần, đạo vận ở trong lòng bàn tay lưu chuyển. Từng đạo vận khiến người ta cảm thấy vô cùng thần thánh, vô cùng chấn động. Trên trán Hắc Thiên Ma Tôn không khỏi đổ mồ hôi hột. Lúc này, gầm giống lên một tiếng, một tòa Hắc Đế Ma Môn thình lình xuất hiện, ầm ầm áp xuống Diệp Phúc. Cạch một tiếng, đạo môn áp xuống, Diệp Phúc thét lớn một tiếng, hứng chịu toàn bộ đạo môn của gã, hộc cả máu miệng, lạnh lùng lên tiếng. Còn trâu chết, người nếu như đánh trọng thương ta, ta đã đánh ta tàn phế rồi, thì ta sẽ không còn đường thoát khỏi sự truy sát của Vu Tổ. Hai chúng ta đều sẽ chết cả. Hắc Thiên Ma Tôn trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi Hắc Đế Ma Môn, lúng ta lúng túng mà nói. Vậy bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là ngươi chặn cánh tay kia trước đi, còn ta sẽ cõng ngươi chạy trốn. Diệp Phúc quả quyết nói. Hắc Thiên Ma Tôn chớp chớp mắt, có chút không cam tâm, tức giận lên tiếng. Không được, tại sao không phải là lão tử đây cõng ngươi? Ngươi lên chặn tạo hóa môn chủ để ta chạy trốn đây. Sao, ngươi chạy nhanh hơn ta hay ta chạy nhanh hơn đây? Diệp Phúc hỏi ngược lại. Không thể như vậy đi, nếu đến lúc ngươi không chặn được thì chúng ta đổi lại vị trí cho nhau. Hắc Thiên Ma Tôn suy nghĩ. Quả là như vậy, tốc độ của Diệp Phúc mặc dù không thể nói là thiên hạ vô song, nhưng quả thực vẫn nhanh hơn gã rất nhiều. Có thể tiện cho việc bọn họ chạy trốn sự truy sát của tạo hóa môn chủ. Có điều nghĩ đến việc bị Diệp Phúc móc chặt xương bả vai, vác ở phía trên chặn một kích của tạo hóa môn chủ, vẫn khiến cho gã cảm thấy uất ức vạn phần. Còn bà nó chứ. Cũng may cái tên tiểu tử này cũng không phải là quá xấu. Đợi lão không chịu được rồi, liền đổi cho hắn là được rồi. Đến lúc đó, cho dù hắn dãy ruộng như thế nào, lão từ đây cũng phải đem hắn vác cả trên vai đến cùng. Đến khi hắn bị đánh nổ tung, nổ thành mảnh vụn mới thôi. Tốc độ của Diệp Phúc thật sự là kinh người. Ở trong thiên giới, có một loại áp lực vô hình khiến nhân hoàng thánh chủ không thể bay lên được. Vu Hoàng thì còn có thể bay lượn ở trong không trung. Thánh Hoàng có thể chống lại quy tắc thiên giới, tự do ngao du thiên địa. Vu Hoàng dưới hạ giới mặc dù thần thông quảng đại, nhưng ở trên thiên giới, Vu Hoàng cũng chẳng là gì cả. Tốc độ chậm chạp, kém xa khi ở 3.000 thế giới. Trong chớp mắt, tốc độ có thể đạt tới mấy vạn dặm. Có điều, quy tắc và áp lực của thiên giới dường như lại không ảnh hưởng nhiều đến Diệp Húc. Chỉ thấy, hắn một bước xảy ra, mặt đất thu hẹp, mỗi bước vạn dặm, trong chốc lát liền chạy xa hơn mấy trăm vạn dặm, vượt qua không biết bao nhiêu đại sơn thiên giới. Có điều, cho dù là như vậy, bọn họ cũng chưa thể thoát khỏi sự truy sát của tạo hóa môn chủ. Tốc độ của cánh tay thon nhỏ ngọc ngà so với tốc độ của bọn hắn còn mau lẹ hơn, rất nhanh liền đuổi tới đỉnh đầu hai người. Ngọc thủ áp xuống, đạo vận lưu chuyển. Hắc Thiên Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Đế Ma Môn bay lên không trung, ầm ầm hướng cánh tay kia mà oanh kích. Tòa ma môn to lớn sừng sững hóa ra một cánh cửa cao đến vạn trượng, ma khí dày đặc xoáy vòng quanh đạo môn như long như dao, như thú như điểu. Trên cửa còn bay đầy chim triện, côn trùng, cất chứa đạo văn đạo ngân do Hắc Thiên Ma Tôn tự mình nghĩ lĩnh ngộ ra, vô cùng huyền ảo. Ma môn nhanh chóng tiếp cận đến cánh tay thon nhỏ của tạo hóa môn chủ. Tòa đạo môn này càng ngày càng lớn, đem so với nhau thì cánh tay kia quả thực bé nhỏ đến không đáng kể. Xoẹt. Cánh tay thon gọn ngọc ngà kia đột nhiên cong ngón khẽ búng ra, một tia đạo vận bay ra, Hắc Đế Ma Môn lập tức ầm ầm liền tan vỡ. Hắc Đế Ma Tôn miệng phun ra máu, giận dữ mà hét lên. Tiểu tử thối, lão không chịu được nữa rồi, đến lượt ngươi rồi.
Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, sải bước chạy như điên lên phía trước, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Vô tổ quả nhiên cường mạnh vô biên, không hổ là đệ nhất cảnh giới tam thần vương cánh, chỉ là một đạo vu pháp lại có thể đánh vỡ đạo môn của Đại Hắc Thiên. Cái loại thủ pháp này e rằng cho dù là ta có trở thành thánh hoàng cũng không thể chống lại được. Hắc Thiên Ma Tôn tức giận, mắng chửi không dứt, dãy dụa không thôi, mãi vẫn không thể thoát khỏi tay của Diệp Phúc được. Chỉ thấy cánh tay thon nhỏ ngọc ngà ấn xuống một cái, đạo vận thiên thành ầm ầm áp chế. Tiểu tử thối, lão nếu như có thể sống thoát khỏi đây, nhất định sẽ băm vằm ngươi, đem ngươi băm đến mức không còn chỗ mà băm nữa kìa. Hắc Thiên Ma Tôn trợn trừng mắt trâu, điên cuồng mà gào thét. Thình lình trong người xuất hiện một bộ thánh bảo. Bộ thánh bảo này giống như một mặt bảo bình, hoa cái, một đôi côn ngư, hắc liên hoa, đại toàn loa, cát tường kết, tôn thắng tràng, cùng với pháp luân, hợp xưng bắt bảo kim luân. Chính là thánh bảo do Đại Hắc Thiên vất vả khổ sở thu thập kim tinh thiên giới, cùng với đủ loại nguyên liệu, thậm chí truy sát một đôi đại côn luyện chế mà thành. Bắt bảo kim luân phi thẳng lên trời, bắt bảo dung chuyển, bảo bình hoa cái, côn ngư, hắc liên, đại toàn loa, cát tường kết, tôn thắng tràng, cùng với pháp luân hướng cánh tay của tạo hóa môn chủ anh kích. Sức mạnh uy năng tràn ngập, hung hãn vượt xa cả thời kỳ toàn thịnh của Xích Nguyên Ma Tôn. Tám bộ bảo vật này phủ đầy hoa văn kỳ dị, ẩn chứa lĩnh ngộ cả một đời của Hắc Thiên Ma Tôn, có thể nói là thánh bảo đứng đầu. Răng rắc một tiếng, bát bảo kim luân vừa mới đụng đến cánh tay kia thì chỉ trong chốc lát hiện đầy vết nứt, uy năng từng bộ hao tổn lớn rơi hết xuống. Hắc Thiên Ma Tôn bị phản chấn không ngừng hộc máu, nguy đốn không chịu nổi, thanh âm khàn khàn lên tiếng. Mẹ nó chứ, lão thật sự không chặn nổi nữa rồi. Lần này tới phiên ngươi thôi. Đại Hắc Thiên, ngươi còn chạy nổi không? Diệp Phúc hỏi. Lão tử trúng trọng thương, bây giờ đến sức lực cử động ngón tay cũng không còn. Hắc Thiên Ma Tôn thành thật nói. Vậy thì ngươi làm sao có thể phát nổi ta? Hay là cứ để tiểu đệ khiêng ngươi chạy đi là được. Diệp Phúc ra sức hướng phía trước mà chạy như bão táp. Hắc Thiên Ma Tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắt từng miếng thịt của tên tiểu tử này xuống, nhét vào trong mồm, từ từ mà nhai nuốt, tinh tế thưởng thức mùi vị. Ở phía xa, đột nhiên xuất hiện một tòa thành lớn, đứng sừng sững trên bình nguyên, nguy nga trắng lệ. Trong thành, sáu bề đạo khí tức phóng thẳng lên trời, tràn đầy đạo văn, đạo ngân. Xuất hiện một đóa hoa sen, có cái lại hóa thành hùng sơn cao ngất, muôn hình vạn trạng, cũng có cái hóa ra môn hộ, một tòa đại môn cao ngút trời. Diệp Phúc mắt sáng lên, bước lớn chạy đến tòa đại thành kia. Trong chớp mắt, liền tới được ngoài thành. Khiêng Hắc Thiên Ma Tôn bước lớn xông vào bên trong. Cánh tay tạo hóa môn chủ theo sát không nghỉ, đi đến khoảng không gian trên đại thành, đột nhiên ấn xuống phía dưới, lập tức phạm vi vạn dặm trong tòa đại thành này đều sụp đổ hết. Trên mặt đất bỗng chốc xuất hiện một đạo trường ấn cực lớn, năm ngón tay hiện ra vô cùng rõ ràng. Ngọc thủ hạ xuống, bất chấp sự sống chết của các sinh linh trong thành, dự định đem tòa thánh thành này một trường biến mất khỏi thế gian. Vô liêm sỉ mà. Diệp Phúc giận tím mặt. Tạo hóa môn chủ, cái mụ đàn bà thối tha này, thật không ngờ lại bất chấp sự sống chết của người khác như vậy. Chỉ vì đã quấy rầy tạo hóa vương phi nghỉ ngơi sao? Có đến mức phải nhất định giết ta như vậy hay không? Mụ đàn bà chết bầm. Thanh Ngạc, dừng tay lại thôi. Trong một tòa cung điện của tạo hóa môn, đột nhiên truyền đến một âm thanh đầy vẻ lười nhác. Tạo hóa môn chủ nghe thế vậy, khẽ nao nao, vội vàng dừng tay lại. Chỉ thấy cánh tay ngọc ngà thon nhỏ này dừng ngay trên không cách tòa thành vạn dặm, không hề động đậy, khiến cho mọi người trong thành cảm thấy vô cùng uy áp, vô cùng chấn động. Cánh tay này giống như một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống, lấy đi tính mạng của tất cả mọi người. Vừa có một tên tiểu tử quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, quả thật tội đáng muốn chết mà. Tạo hóa môn chủ vội vàng nhập cung, chỉ thấy một vị thiếu nữ tuổi đôi mươi, đẹp không gì sánh bằng, đang nằm nghiêng trên giường, lộ ra vẻ lười nhác tùy tiện, vội vàng cười nói. Lũ tiểu nhân này, chết cũng chết rồi, đâu đáng để cho nương nương phải lên tiếng về hắn ta. Vậy cũng không thể lạm sát người vô tội. Người nếu như lạm sát người vô tội, há chẳng phải tổn hại đến danh dự của tạo hóa môn thần vương hay sao? Huống hồ... Tạo hóa vương phi mệt mỏi, giơ tay lên, chỉ thấy một mặt gương sáng dâng lên, di chuyển đến trước gương mặt mỹ miều của nàng. Bên trong gương không hề có hình của nàng, mà là cảnh tượng Diệp Phúc khiêng Hắc Thiên Ma Tôn tiến vào thành. Nàng cười nói. Huống hồ người này rất giống với một người, quả thật là giống nhau như đúc vậy. Bổn cung lúc đầu nhìn thấy hắn, thậm chí còn từng rằng người đó sống lại rồi kìa. Đáng tiếc lục đạo tan biến, ngay cả thiên đế cũng không có kiếp thứ hai. Người kia tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không thể sống đến kiếp thứ hai được.
nàng ta lẩm bẩm tự nói. Do đó, hắn chỉ là một người qua đường, có tướng mạo giống người kia mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 170 của chúng ta tạm thời sẽ kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 171 vào tối nay.